Yo, 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 my name's Van Gogh. I'm 10 years old and I love Dan Vo. Nếu như Iron Man có câu giới thiệu kinh điển đi vào lòng vũ trụ I am Iron Man, thì ở đây Van Gogh và Chủ tịch sẽ giúp bạn biết thêm các cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hiệu quả đi vào lòng người nhé. Trong video này, chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn dàn ý mẫu gồm 5 thông tin cơ bản cùng các mẹo để bài giới thiệu siêu xịn sò và một số đoạn giới thiệu bản thân mẫu để các bạn tham khảo nha. Một bài giới thiệu bản thân gồm 4 phần: lời mở đầu, giới thiệu lý do, giới thiệu thông tin, lời kết. Để biết rõ hơn mỗi phần nên nói những gì và nói sao cho chuẩn thì chúng mình cùng xem tiếp video nhé. Bạn có thể mở đầu bằng Hi, hello, good morning, good afternoon, pleased to meet you, nice to meet you today, let me introduce myself. Vừa quen thuộc, đơn giản mà lại đủ hiệu quả để mở đầu một bài giới thiệu đấy. Trong phần giới thiệu lý do, bạn có thể đưa ra một số lý do gặp mặt như I want to become closer to everyone, I want to get to know you guys more. I hope we can be good friends in the future. The teacher made me do this, so here we go. Sau đó, bạn có thể giới thiệu một số thông tin cơ bản như tên, tuổi, nơi ở, quê quán, nghề nghiệp và sở thích. Khi giới thiệu về tên, bạn có thể nói My name is, you can call me. My full name is, but you can call me for short. Về tuổi, mình có một số mẫu. I'm 20 years old. I'm in my early 20s. I was born in 2000. I'm turning 20 this month. Mình có các câu sau để giới thiệu về nơi ở, quê quán. I'm now living in. I grew up in. I come from. My hometown is. Để nói về nghề nghiệp, mình có I am a teacher. I work as a teacher. I work at Step-Up Company. I'm self-employed. I have my own business. Để nói về những điều bạn thích, mình sử dụng I like, love, enjoy. I enjoy hang out with my friends. I'm into, interested in, fond of, cộng với danh từ hoặc động từ thêm đuôi ing. I'm interested in learning English. I'm a big fan of. My favorite leisure activity is. Để bài giới thiệu bản thân trọn vẹn hơn thì chúng ta cần một đoạn kết ngắn gọn. Các bạn có thể nói That's all about myself. Once again, I'm really happy to know all of you. Hope we'll have a great time together. Thanks for listening. Hãy cùng xem Chủ tịch và Van Gogh giới thiệu về bản thân dựa vào các cấu trúc đã được nhắc tới bên trên nhé. Hello, let me introduce myself a little bit. My name is Van Gogh, but you can call me Go for short. I'm 10 years old. I'm now living in Hanoi, and I'm a primary student. I love studying English and listening to music in my free time. Once again, nice to meet you, and I hope we will have a great time together. Hi Van Gogh, my real name is Nguyễn. You can call me Chủ tịch. I was born in 2010. I come from America. America tall. I mean, I work as an English teacher at Step Up High School. I am a big fan of Blackpink and BTS. Especially, I love Lisa and V. Besides, I can't stand staying at home all day. So if you love outdoor activities, we would be a match made in heaven. That's all by myself. Nếu chỉ sử dụng các cấu trúc cơ bản ở trên thì sẽ hơi nhàm chán và đơn điệu một chút đấy. Hãy cùng xem Van Gogh và Chủ tịch ai sẽ có cách giới thiệu hay hơn và hay hơn như thế nào nhé. Thay vì nói là I love reading books như Van Gogh, Chủ tịch đã chuyển thành I'm a bookaholic. Tôi là con nghiện sách. Nghe đã thấy sang tai hơn hẳn đúng không? Chúng mình có thể thêm thắt một số từ vựng xịn sò để thoát khỏi lối mòn nhàm chán như introverted, extroverted, sociable, enthusiastic, open-minded, optimistic, patient. Các dân ghiền Instagram cũng có thể tận dụng các từ xịn sò này để vào phần bio để gây ấn tượng hơn nhé.
Trận 1, Chủ tịch thắng. Hãy nhìn Van Gogh giới thiệu kìa. Yo yo yo, my name's Van Gogh. I'm 10 years old and I love Denver. Còn chủ tịch thì giới thiệu. I'm chủ tịch. I'm from Mỹ Tho. I'm a primary student. I'm good at English. Một câu văn dài như câu của Van Gogh sẽ chất lượng hơn rất nhiều với các câu đơn như chủ tịch đấy. Chính vì vậy, hãy nối các câu đơn thành một câu phức bằng các từ nối for, and, nor, but, or, yet, so mà mình viết tắt là fanboys. Trận 2, Van Gogh thắng. Final round. Ông trời tạo ra cơn địa chấn và câu chốt giới thiệu phải tạo ra điểm nhấn. Van Gogh chọn cho mình điểm nhấn khá là nhanh, gọn, lẹ. That's all about myself. Thanks for listening. Trong khi chủ tịch lại nhấn nhá đoạn kết bằng một câu thể hiện mong muốn hòa nhập. I hope we'll have a good time together. Để phần kết trở nên ấn tượng hơn, thì bạn nên kết thúc bằng một câu đùa hài hước đối với bạn bè hoặc một câu thể hiện mong ước hòa nhập với mọi người trong môi trường mới. Kết thúc trận 3, chủ tịch toàn thắng. Tất cả những bí kíp kia sẽ chẳng có tác dụng nếu bạn không luyện tập trước. Vì vậy, hãy dành ra khoảng 10 phút để gạch ý sẵn và luyện tập trước gương nhé. Từ đây, chúng ta có 3 nhớ và 2 chớ như sau. 3 nhớ. Thêm một số từ xịn sò. Nối nhiều câu đơn thành các câu ghép. Có thể thêm câu chốt tạo điểm nhấn. 2 chớ. Đưa quá nhiều ý dàn trải. Sử dụng quá nhiều ngữ pháp phức tạp. Vậy là qua video, chúng mình đã học được một số cấu trúc cơ bản khi giới thiệu bản thân. Các bí kíp giúp bài giới thiệu xịn sò. 3 nhớ và 2 chớ để bài giới thiệu trở nên hiệu quả. Hãy nhớ áp dụng những mẹo này để bài giới thiệu của bạn đạt điểm cao hơn trong mắt thầy cô, bạn bè và người đối diện mình nhé. Chúc các bạn có một bài giới thiệu bản thân thật tốt và ngày càng trao học tiếng Anh hơn nha. Nhớ ấn nút like và subscribe cho kênh của bọn mình nhé. Bye!